Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé đang đi biển với gương mặt rất là rạng rỡ này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Đây là mặt trời, tô màu vàng. Ngũ thì mình dùng màu vàng. Mái tóc mình dùng màu đen nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh này nhé.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Một em bé di chuyển với gương mặt rất là rạng rỡ này. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.